Ngày 29 tháng 10, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 12 bị can về tội gây rối trật tự công cộng. Nhóm bị can gồm Phạm Dương Đức Tài sinh năm 1998, Nguyễn Anh Khoa sinh năm 2003, Lê Trần Tuấn Kiệt sinh năm 2006, Trần Ngô Minh Trí sinh năm 2003, Nguyễn Hùng Phúc sinh năm 1999, Hồ Tấn Phát sinh năm 2006, cùng ngụ quận 12, Trần Minh Tài sinh năm 2005, Trần Hồng Phúc sinh năm 1998, Nguyễn Văn Thông sinh năm 1988, Trần Hữu Thái sinh năm 1997, Hoàng Xuân Trường sinh năm 2003, Nguyễn Tiến Đạt sinh năm 2000, cùng ngụ huyện Hóc Môn. Trước đó, vào tối 1 tháng 10, Tài cùng bạn gái là BTH sinh năm 2005, ngụ huyện Hóc Môn đi sinh nhật người bạn. Sau đó, Tài chở bạn gái về nhà ở xã Thới Tâm Thôn, huyện Hóc Môn, thì phát sinh mâu thuẫn với nhóm V đang ngồi nhậu trong xóm của H. Một lúc sau, Tài bỏ đi rồi Trữ Thái, Phát, Khoa, Đạt Phúc quay lại để làm rõ mâu thuẫn. Khi nhóm đi tới đầu con hẻm, nhóm V dùng ly gạch ném vào nhóm Tài. Nhóm Tài yếu thế nên bỏ đi. Tối 3 tháng 10, khi cùng ăn uống tại nhà Thái, Tài đã kể lại cho những người khác trong nhóm nghe về vụ việc. Nhóm bàn nhau mang theo bom xăng, hung khí tìm V để trả thù. Khi đến đầu con hẻm nhà V, một thành viên trong nhóm dùng viên pháo ném vào trong nhưng không nổ. Tiếp đến, một người khác dùng bom xăng ném vào trước cửa nhà V nhưng không cháy. Sau đó, các đối tượng dùng hung khí đập vào cửa nhà và hai xe gắn máy dựng phía trước nhà V rồi bỏ đi.